Trong một lần phỏng vấn trên kênh chat FA, được đặt câu hỏi, bao giờ thì ngừng làm sờ chim, bố Béo trả lời, con mẹ, tao làm khi nào không kiếm được tiền nữa thì tao mới... Má này nó kiếm thêm anti cho tao hay sao nhờ? Mày kiếm anti cho tao hay sao chứ? Có tài kinh doanh ACC đột kích từ trước, anh mở riêng cho mình một shop quần áo thời trang cao cấp tên là Bại Lộ Store và cửa hàng chuyên bán điện thoại ngay... Má nè. Đây. Tông công bút. Xin chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Công Tôn Book. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với chuyên mục bú phim người nổi tiếng. Nhân vật ngày hôm nay chính là anh chàng này. Rumble aka tôi tên Bo, aka Bo Béo, tên thật là Lâm Đình Khoa, sinh ngày 24 tháng 5 năm 1996, tại Cao... Sai! 96 là tao xấu thôi, tao muốn làm anh lớn. Thật ra năm sinh của tao là 2002. Sai bét bẹt bẹt. Tên thật của tao không phải là Lâm Bình Khoa, tên thật của anh Khoa là Đinh Văn Thanh Phước Khoa. Thằng này sai. Thật ra tao là 202 nha, nhưng mà tao muốn làm anh lớn nên tao để tên là 1996, ok chưa? Cao Lãnh, Đồng Tháp. Từ nhỏ, Bo Béo đã là con ngoan trò giỏi nên được mẹ rất yêu quý và tin tưởng. Đồ má chính ra không có ngoan luôn á. Thề tao quậy bả má mới đục nước luôn á chứ nhờ. Báo thì thôi đi, năm nào đi học đủ mất cũng họp phụ huynh hết. Ờ, họp phụ huynh đến mức mà mẹ tao không dám đi luôn là biết rồi đó. Mày tao được không anh? Ấy ơi, bình thường em ơi, muốn kêu anh cái gì cũng được. Thằng Lợi nó kêu anh bằng chó mà em. Không, em muốn kêu anh cái gì cũng được. Dành cho anh em nào chưa biết, Bo Béo chạy rất nhanh. Bo Béo được tuyển vào trường năng khiếu thể thao Cao Lãnh. Lúc nào thi đấu Bo Béo cũng chạy về nhất, nên được mệnh danh là chú báo nhỏ. Cấp 1, Bo Béo học tại trường tiểu học Bùi Thị Xuân. Đã học giỏi lại còn đa tài, Bo Béo bén duyên với bộ môn võ thuật vào năm lớp 4. Trong một lần so tài cùng bạn trong trường, không may Bo Béo bị khắc chế. Đối thủ của Bo Béo sử dụng long chảo hổ, làm Bo Béo bị tuét mất cá chân, phải chuyển ngay lên trạm xá Cao Lãnh để chữa trị. Sau khi bình phục... Không, cái này có. Má còn cái vết thẹo đây luôn nè. Cái này có nha, cái này đúng, cái này real. Bo Béo không chịu thua. Bo Béo xin mẹ tiền để đi học võ đỉnh cao. Bo Béo lấy tiền đi mua trứng cút, cá viên chiên, cộng thêm chai ba kích rồi mời thầy nhậu ở cầu sông. Mặc dù chưa học được chiêu thức nào của thầy, nhưng Bo Béo đã có số má. Ngày hôm sau đối thủ của Bo Béo phải mời ăn sáng để giảng hòa. Cùng năm đó, được bạn thân Chí Cốt cho tiếp xúc với máy tính, Bo Béo đã thể hiện rõ tài năng của mình. Anh quyết định thử sức với lập trình game. Đây, mới đầu ra má ngày xưa á, là tôi là một cái thằng tôi chơi rất là ngu. Tôi chơi máy tính, tôi chơi ra ngoài net á, tôi chỉ chơi GTA thôi. Đó, GTA lấy xe chạy vòng vòng các thứ đồ mà mấy ông biết cái cảnh mà vô trong ba xong rồi cầm súng mà kiểu là bắn mấy cái thằng trong ba các thứ đồ không? GTA á. Xong rồi cái thằng bạn tôi là cái thằng thắng. Nó kế bên. Nó chơi Võ Lâm Truyền Kỳ, Phong Thần, Liên Minh, nó từ đó tôi mới biết mới tới mấy cái game đó. Mà cái game Phong Thần là cái game mà mẹ mà nó đi cái con xe đạp của tôi đó, quảnh tù tì cái con cặc gì đó, quảnh tù tì đồ đó, mình thắng thì mình ăn, thua chết con mẹ luôn. Xong là cầm con mẹ nó xe đạp, xong là về tôi mới nói là đi chơi mất con mẹ nó xe đạp. Đấy, báo là bắt đầu là từ đó đó. Phong Thần đó, quảnh tù tì đó, phải là Bo Béo khám phá ý tưởng từ Võ Lâm Truyền Kỳ. Do nhà không có máy tính nên Bo Béo phải ra net để nghiên cứu. Khi Bo Béo cùng bạn ra net để học bài, không may anh chủ tiệm cầm đồ lấy mất chiếc xe đạp mặc tin màu đen hai sườn của anh và để lại cho anh 1,5 triệu. Bo Béo đành phải lấy tiền đó để nghiên cứu về sức mạnh của chiếc nhẫn Võ Lâm Truyền Kỳ trong một tuần. Con trai chăm học lại vất vả, mẹ Bo Béo quyết định mua cho Bo Béo chiếc xe mới, lần này là chiếc mặc tin hai sườn nhưng màu cam. Lên cấp 2, Bo Béo học tại trung học cơ sở Nguyễn Thị Lựu. Đúng. Hồi lớp 7, trường có tổ chức một hội thi võ thuật. Bo Béo có tham gia và trong đó có cả đối thủ cũ. Trước đó, đối thủ của Bo Béo tán bạn học cùng lớp anh dùng diệu kế, kể xấu về đối thủ để cho đối thủ bị phân tâm không chú tâm được vào tập luyện. Ngày hôm sau, Bo Béo đã thấy bạn gái đi kể với đối thủ của anh. Sau khi tan học, Bo Béo ra cổng trường thì gặp một đám khoảng 7 người. Đúc kết từ kinh nghiệm từ trước, Bo Béo xông ra định sử dụng chiêu một đòn chết bảy may mắn cho bọn chúng. Mẹ Bo Béo đến đón về, không bảy thằng kia như xương.
Chỉ vài hôm nữa là hội thi võ thuật bắt đầu, Bô Béo kể chuyện cho mấy bạn cùng làng nghe và rủ mấy anh em đi cổ vũ. Các bạn đồng ý, đến cuộc thi Bô Béo lọt vào trận chung kết. Chỉ một trận nữa là Bô Béo vô địch, đối thủ của Bô Béo là người cũ, người đã đánh bại anh hồi lớp 4 và tán bạn gái trong lớp của anh. Trận chung kết võ thuật bắt đầu. Đối thủ khinh Bô Béo, vì lần trước Bô Béo đã bại trong tay hắn, nhưng hắn đã lầm. Bô Béo giờ đã là một con người khác, hai người bắt đầu mặc co. Bô Béo quyết tử, sử dụng hết sức bình sinh vào trận chiến này bởi vì trận chiến này rất có ý nghĩa với Bô Béo. Đề phòng lúc đối thủ sơ suất, Bô Béo lên gân nhảy lên giáng một đấm cực mạnh, sức nặng khoảng 36 cân. Đối thủ dường như bị cây nốc, trong lúc đã... Trời ơi, má, cái này là tao nhớ, cái này tao nhớ, cái này tôi nhớ là tôi kể là tôi lên trên đó và tôi bị cái thằng chùm trường nó quýnh tôi muốn chết. Nó quýnh tôi má mặt mày các thứ đồ sưng tùm lum, tôi kể với mấy ông mà làm gì tôi quýnh nó được cái nào vậy. Nó quýnh tôi đồ má muốn bệnh luôn á mấy cha. Nó quýnh tôi má thì thôi luôn á chứ nhờ, chứ tôi có quýnh nó được cái nào đâu. Đang ăn mừng chiến thắng, không may Bô Béo vấp vào chân đối thủ rồi ngã xuống, nhân cơ hội đó đối thủ vùng dậy, sút ba phát vào mạng sườn Bô Béo, nhưng may được bạn cùng làng lên can ngăn, kỷ niệm 3 năm lập lại, sau trận đấu hai người bắt tay giảng hòa. Hết năm cấp 2, khi thi vào lớp 10 Bô Béo đạt điểm tuyệt đối, toán văn anh, đều 10, lại được có cả điểm cộng, nên Bô... Nói chung là thằng này, fan cứng của anh nè, nó làm đúng. Thằng này nó làm đúng á. Không, thật nha anh em, nó làm đúng nha. Thật ra là cái vụ mà lớp 9 là tôi kể với anh em là nó content thôi. Này làm đúng nè. Thằng này nói chung là mày gọi là mày làm về cái content này mày đi xa đó. Có gì đó sai sai. Sai đâu, có làm đúng, mới làm đúng mới chứ. Bô Béo quá điểm, kiến thức trong nước không đủ dạy Bô Béo, nhà trường định hướng Bô Béo ra nước ngoài, do yêu quê hương và nhớ mẹ, Bô Béo quyết định ở nhà vừa học vừa làm. Biết sử dụng máy tính từ nhỏ, Bô Béo bém duyên với game CF đột kích, từ đây anh quyết tâm trở thành một game thủ. Trong một lần luyện tập săn zombie, thấy chúng bạn cầm 6 lòng vàng, 3Z, còn Bô Béo cầm M16, để phát triển bản thân hơn, Bô Béo quyết tâm tích tiền ăn sáng để mua súng mới luyện tập. Đéo được M16. Má vô, má không biết ngày xưa không, tôi nói cầm 6 đồng vàng, ARBK vàng, các thứ đồ. Xong rồi tôi kêu đổi, nó đéo đổi với tôi cay. Xong rồi tôi mới kiểu lấy tiền tôi nạp vào. Ngày xưa là kiểu là có một cái combo mà săn dâm là ARBK 3 ngày, cây búa 3 ngày, Anaconda Blast, băng đạn zombie thêm, nữ y tá để mà chơi zombie. Đó, nó là như vậy chứ đéo được, không có bắn M16, ARBK Camo. Đó, ARBK Camo. Thật may anh nhặt được 500.000 trong túi, ở trong nhà tắm của mẹ, có tiền, bạn anh xui nạp tiền quay báu vật, học được tính cầu toàn của mẹ từ nhỏ. Bô Béo chắc cốp mua khẩu RPK Camo để luyện tập, để trau chuốt trong quá trình làm game thủ cũng mình hơn. Bô Béo giả làm con gái để được cho mượn ACC luyện tập bắn giải tỉnh đột kích ở Cao Lãnh. Sau khi có một chút danh tiếng, anh dấn thân vào kinh doanh, anh bán... Ê, chính gà, mấy ngày xưa tôi đúng uy tín luôn nha anh em. Tôi vào một cái lan, nó gọi là Full C4. Đó, tôi vào tôi chơi thì nói chung là cái ạc của tôi nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà tôi là một cái thằng tôi sống kiểu rất ok, nên là tôi mượn ạc của ai ở trong cà lan người ta cũng cho hết. Mà mượn mới toàn ạc xịn không nha. Ừ, toàn là ạc xịn không mấy ông à. Đó, ngày xưa là đi chơi là toàn mượn ạc của người ta. Không, chưa đến nỗi scam. Bán nick đột kích, gửi hết thông tin, rồi sau đó lấy lại chứ. Cảm thấy con trai của mình kinh doanh vất. Và mẹ Bô Béo hướng nghiệp một là đi cắt giấy, hai là đi bán bông. Là cậu bé nghe lời mẹ nên Bô Béo làm cả hai. Bô Béo đi làm cùng mẹ ở chợ Cao Lãnh, vừa làm vừa học cắt giấy, in đề can. Thấy mẹ vất vả nên Bô Béo giấu mẹ đi làm thêm ở tiệm cầm đồ. Cũng chính ở đây Bô Béo để quên chiếc nhẫn của mình. Bô Béo biết nếu cứ làm việc như này mẹ sẽ vất vả, nên Bô Béo tiếp tục quyết tâm làm game thủ một lần nữa. Bô Béo lại bém duyên với game PUBG. Mỗi tối, Bô Béo xem stream trên kênh Missy Gaming để học hỏi, để được anh độ Missy chú ý. Bô Béo đá stream độ Missy rất nhiều. Đây, ngày xưa là tôi xem anh độ, cứ mỗi 3-4 giờ sáng ấy, là anh độ hay bắn PUBG một mình. Vừa bắn PUBG một mình solo, xong rồi ngồi kể về chuyện đời các thứ rồi đó. Tôi là ngày xưa là tôi có thằng là tôi hay đi chơi net đêm, anh em hiểu không? Đó, xong rồi tôi đá stream anh độ, mới bắt đầu tôi giết anh độ mấy ông à. Má anh chửi tôi vã, thề.
tôi nhắn tin Discord các thứ đồ, ảnh không trả lời luôn. Ảnh không trả lời luôn, kiểu anh giận tôi phải liền luôn mấy ông. Mà gọi xong là tôi vào được cuối tuần hình như là bị kích luôn hay sao ấy chứ. Ngày xưa là vậy, ngày xưa tôi nhớ là vậy đó. Cuối cùng cũng được anh Độ để ý. Sau đó Bô Béo được tham gia giải bắn cướp tầm và bứa ba top một liên giỏi, tục. Giỏi. Một hôm đang ngủ, được bạn gọi bảo anh Độ tìm. Bô Béo đợi mẹ ngủ, rồi đi bộ ra net để luyện tập. Đó, lúc này tôi đang ngủ ở nhà. Xong mà lúc đó là thằng Vova Tup là nó vẫn làm cho anh Độ. Xong nó bảo là Bô ơi, anh Độ tìm mày để mà bắn PUBG cùng kìa. Má tao la cầu mẹ nó sướng dữ vậy trời. Tao đang ngủ, đúng không? Ngày mai chính ra là ngày mai tôi đi học cắt giấy đó. Tôi kệ con mẹ nó luôn. Tôi ra tôi mở cửa từ từ tôi đi ra net tôi chơi tới sáng về luôn. Nó đã anh em mà thề, thằng nào chơi được chơi với idol mà, chơi với Độ Messi mà, nó sướng. Do nhà không có máy tính nên Bô Béo ước mơ có một chiếc máy trong nhà. Như mọi ngày, thầy dạy cắt giấy kiểm tra kiến thức của Bô Béo. Thầy hỏi Bô Béo em có hiểu gì chưa? Lại muốn bản thân thành ông vua trong nghề cắt giấy, để không phụ lòng của mẹ, Bô Béo nhờ thầy bảo mẹ mua máy tính để học làm bài tập và nghiên cứu thêm. Có được quá chứ này, mình chính ra ngày xưa tao thông minh phết rồi mày. Không, tao lừa ông thầy ta, tao bảo thầy ơi, kiểu một ngày học bên thầy có mấy tiếng em không hiểu. Xong rồi bây giờ thầy nói với mẹ đi là kiểu mua máy tính cho em đi, xong để ở nhà. Có gì kiểu em luyện thêm đúng không? Em học cho nó nhanh. Rồi xong rồi em tốt nghiệp em ra ngoài em cắt giấy phụ mẹ em. Má ông thầy cũng tin thiệt mày. Ông cũng kiểu ông nói đốc vô để cho mẹ tao mua máy tính cho tao. Ngon luôn đó chứ. Máy tính 22 triệu, Bô Béo hăng say nghiên cứu làm cắt giấy in đề can, cũng như chi hát để trở thành game thủ. Một lần nữa được anh Độ Missy gọi luyện tập bắn giải, Bô Béo giấu mẹ đi đến 5 giờ sáng mới về. Về đến nhà Bô Béo không thấy còn máy tính đâu nữa. Mẹ nói do nhà khó khăn nên phải bán máy tính để trang trải cuộc sống rồi, cảm thấy không giúp được mẹ điều gì. Uầy, lúc này tôi thấy có lỗi vãi lòng nè. Lúc này tôi thấy có lỗi vãi lòng luôn. Thì lúc đó tôi chơi về đúng 5 giờ sáng. Tôi về xong là mẹ tôi bảo là ngày mai tao bán máy tính của mày. Tao bảo là tôi mua máy tính cho mày để mày học. Mà mày có học không? Mày đi chơi không à? Ngày mai tao quyết định là tao bán máy tính của mày. Xong rồi tôi đi ngủ, tôi tưởng đâu là mẹ tao nói giỡn không à. Tôi ngủ thức dậy mà tôi đéo thấy cái máy tính ở đâu. Hậm hực tôi khóc anh em à. Tôi khóc xong rồi lúc đó nói chung là mình cũng hơi kiểu bất hiếu đi đúng không? Tôi khóc phải không? Xong tôi giận mẹ tôi. Tôi soạn đồ tôi đi Sài Gòn. Đi Sài Gòn thì bà ngoại dúi cho tôi đúng 5 sỉ. Đó, xong tôi bảo là thôi bây giờ con đi Sài Gòn, con không ở nhà này nữa, con giận mẹ. Lúc đó là hai mẹ con tôi giận nhau luôn. Tới lúc mà tôi bắn giải ở ngoài Hà Nội thành công về, xong rồi tôi mới gặp mẹ tôi đó, tôi cho tiền mẹ tôi. Bỏ nhà đi bụi luôn, cầm đúng mắm mấy trăm ngàn, gần cả triệu bạc vậy đó, lên Sài Gòn gặp thằng nó quay. Gì, Bô Béo ước mẹ để ra bìa đậu ăn cho mát còn hơn là đẩy ra mình. Một tin nhắn của No Way đã thay đổi cuộc đời anh. Bô Béo quyết định vào Sài Gòn lập. Sai, không phải No Way này. Trời ơi, không phải No Way này. Sai. Đây mới là thằng No Way này, thằng bạn của tôi. Đây nè, đây mới là thằng bạn của tôi nè, không phải No Way kia. No Way SBTC đây nè, 4 năm về trước tôi còn comment nè, thấy không? Đó, thằng No Way này mới là bạn của tôi đây nè. No Way For You đây nè. Đây, nó đây. Đây mới là thằng No Way For You. Còn No Way này sai nha. No Way này sai. Không phải. Lập nghiệp, trước khi đi Bô Béo được ngoại cho 400k để ăn uống dọc đường. Lên Sài Gòn, được Evos tài trợ cho cái danh để đi bắn giải ngoài Hà Nội. Sau 3-4 ngày ăn uống, ba bủng thì Bô Béo hết tiền. Phải mượn tiền No Way 3 triệu để về quê làm giấy tờ. Ê, má nó có tàu ngoan nha, tao đéo có ba bủng gì trơn á. Tao chơi internet lúc đó là thần tốc. Mà nó chơi cả ngày, cả sáng lẫn đêm, chơi mấy ngày hết con mẹ nó tiền. Xong rồi tôi với thằng No Way là định là đi làm xe gầu cây kiếm thêm tiền để mà chơi game. Lúc đó không có đi ba nha mấy cha. Thề lúc đó mới còn ngoan lắm, còn tơ lắm, không có biết ba bụng gì luôn á. Thiệt, không có biết ba bụng gì luôn. 3 triệu cũng chỉ cầm cự được 2 tuần thì cúc. Xong xuôi giấy tờ, lại còn có tài năng. Lần này Evos quyết định tuyển thẳng Bô Béo về cao tốc. Để tin, biết mình chưa giúp sức được gì cho Evos,
nên Bô Béo yêu cầu được cấp máy tính để Sở Chim kiếm thêm phụ giúp cho team. Cũng trong thời gian này, anh và đồng đội đã thành công giành chức vô địch giải đấu PUBG Aorus Championship. Yes! Sự nghiệp Bô Béo từ đây đi lên, mở Play Duo cho người thuê chơi game cùng mình giá 100k trên 1 giờ do giả giọng Châu Tinh chỉ hay. 100 đâu? Má 50.000. 50.000, đéo được 100 nữa. 50.000 mà một ngày có nhiều người thuê lắm nha, đéo hiểu rồi sao ngày xưa nhiều người thuê phải. Một tuần là hình như là tôi kiếm được 3-4 triệu á. Ờ, một tuần là tôi kiếm được 3-4, không được 100.000 giờ đâu mấy cha. 50.000. Đó, 50.000 một giờ thôi. Nhưng mà lúc đó tôi chơi game với người ta là người ta thuê tôi cả ngày luôn. Có mấy cái anh cái thứ đồ thuê tôi nhiều lắm, thuê xong rồi donate cái thứ đồ nhiều lắm, 50.000 một giờ à. Nhiều người tò mò, trong một tháng anh kiếm đấy 50.000, xong rồi được một thời gian thì kiểu bán giải có tí fame cũng phải lên tí, anh em hiểu không? Bán giải má vô địch có tí fame lên 100. Chứ sao trời, giờ mẹ cương vị mới 50 khoai lông. Lúc đó bán giải có tí fame lên giá tí chứ. Trời ơi, cả kiếm cho anh em đúng không? Về sao mà lên. Một đêm định mệnh, thầy Unip ngỏ lời gọi về refund chinh chiến. Bô Béo suy nghĩ rồi quyết định. Trước khi đi, Bô Béo gọi về cho mẹ bảo con ra Hà Nội, rồi banh cho mẹ 5 triệu. Ngày 15 tháng 8, Bô Béo ra Hà Nội tại Victor Văn Phú và được anh độ cho ở bên kho. Trong một lần không may xem phim mà, Bô Béo sợ quá. Ngay ngày hôm sau anh rủ thêm Lai Lai, bạn gái lúc đó của Bô Béo, về. Hùng má, mày có thể mày ví dụ cái tên được không? Mày còn ghép con mẹ nó cái mặt vô đây luôn. Cha ơi cha, không có nội, con lại cha thiệt chứ. Mày ví dụ cho mày ví dụ rồi mày đọc tên được rồi ghép mặt vô đây luôn. Mày thật dữ vậy? Trời ơi là trời, cha ơi, mày thật vãi luôn á. Mày ví dụ cái tên thôi là tao hiểu rồi, mấy thằng kênh chat nó hiểu rồi. Mày ghép con mẹ nó cái mặt vô đây luôn. Video 10 điểm. Ngủ cùng cho mày đỡ sợ quá. Năm 2019, Bô Béo lên stream in-house. Trong sự nghiệp ở Refund, Bô Béo cũng đạt được rất nhiều thành tích lớn nhỏ như vô địch PUBG Việt Nam, top 1 ở chế độ bắn góc nhìn thứ nhất tại giải PUBG Global Invitational 2018, Á quân mùa giải Influencer Esport. Đến năm 2020, anh tuyên bố giải nghệ đấu thủ chuyên nghiệp PUBG, tập trung làm streamer game, YouTube và cái tên TUI tên Bô đã ra đời. Có tài kinh doanh ACC đột kích từ trước, anh mở riêng cho mình một shop quần áo thời trang cao cấp tên là Bại Lộ Store và cửa hàng chuyên bán điện thoại ngay. Má nào? Nào má cho tao có địa chỉ của thằng nào cho tao có địa chỉ của công tung bút ngay mới được. Chắc má gửi một số anh em kiểu giang hồ hoa quá nhờ. Mẹ kiếp nó thề. Nhưng mà không sao, tóm tắt tiểu sử thì nó phải như vậy đúng không anh em? Được, mời đếm. Tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, giờ đây, sự nghiệp Bô Béo, aka Rumble, aka Tôi Tên Bô, aka Lâm Đình Khoa, ngày càng thăng tiến. Anh xây nhà cho mẹ, mua nhà ở Hà Nội, đặc biệt nhất có một gia đình hạnh phúc cùng người vợ chân mèo. Nhà này là đúng là tao xây cho mẹ tao. Còn cái nhà này là thuê nha ông cố nội. Thuê nha ba, cái nhà này là thuê. Cha ơi cha. Trong một lần phỏng vấn trên kênh chat FA, được đặt câu hỏi, bao giờ thì ngừng làm Sở Chim, Bô Béo trả lời, con mẹ, tao làm khi nào không kiếm được tiền nữa thì tao mới. Má này nó kiếm thêm anti cho tao hay sao ấy nhờ. Mày kiếm anti cho tao hay sao ấy chứ. Thề luôn, cái hình ảnh của anh là trong mắt anh em viewer là nó very rude. Thằng này mày nó kiếm anti cho tao hay sao á nhờ. Kiểu nó chưa có nhiều anti hay sao, nó kiếm tim hay sao á nhờ. Mới nghỉ, cũng chúc cho Bô Béo cùng gia đình của mình có nhiều sức khỏe, sự nghiệp thăng tiến. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Má nè, comment coi, được á. Comment coi. Điệp mẹ. Được rồi chứ.
tiếp tục phát huy. Đó là rìu mặt cười. Không, nói đúng, nó đúng anh em ơi, nó nói đúng anh em ơi. Xem phim đi á. Đây 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 đây. À đây, bắt đầu từ đây đi. Bắt đầu từ đâu nha? Quay. Con mẹ mới mở ra được con này, bây giờ mới khoe cho anh em, được chưa? Mới mở được con này, đỉnh con mẹ nó luôn. Trong server chỉ có tao có thôi. Trong server tao uy tín với tụi mày, chỉ có tao có thôi. Vãi cả lộn. Châu Tinh Trì 105 mà vãi cả OVR. Copy trên mạng, copy trên mạng. À đây đây đây, đây là thiền của tôi hôm bữa tôi đi chơi nè. Mà thiền đẹp không? Đó, đua thiền này. Con này chạy khoảng tốc độ 110 mấy tới 119, chạy vãi lộn. Và nó chạy nhanh vãi cả liền đấy. À, cái này cho mấy ông xem rồi đúng không? Này cho mấy ông xem rồi, lên máy bay lại mặc bộ đồ bệnh viện. Thề. Mà cái bộ đồ này nó phải là bệnh viện đâu, cái bộ đồ này nó là cái thương hiệu đéo gì đấy. Xong là nó cũng may theo cái gọi là cái style giống như bệnh viện bệnh nhân ấy. Nhưng mà đéo phải là đồ bệnh viện. Anh hiểu không? Nó không phải là đồ bệnh viện, kiểu người ta copy tưởng người ta may giống thôi. Đó, nó không quầy. Nhưng mà nhìn vợ tôi với thằng boy mà hai vợ con y gan nha, cặp mắt y gan nè. Thằng này nó không giống tôi tí nào luôn trời. Thề mong là đứa sau là phải giống ba đó, đứa sau là phải giống ba đó. Thôi kìa, mắt nè, mắt y gan vợ tôi vậy đấy. Ờ, xong là vào Sài Gòn là hai vợ chồng tự nhiên vợ tôi thèm ăn hộp vịt lộn đó. Nhưng mà lâu lắm rồi tôi mới ăn lại hộp vịt lộn nha. Hộp vịt lộn với cái này là ốc lát nè, ngon vãi liền. Tôi làm 2 trứng, không, tôi làm 3 trứng, vợ tôi ăn 2 trứng. Nhầm. Ngon vãi à liền thầy. Xả xui đó, ăn để xả xui đó. Ăn để xả xui đó, xui vãi cả bìu, ăn phải xả xui chứ anh em. Ngon nha, lâu lắm rồi mới được ăn như thế này. Ở miền Tây của tôi là còn hộp vịt lộn gan me nữa. Ừ, hộp vịt lộn gan me, ngon vãi à liền. Mà cái gì ta, vợ tôi bảo là tôi là một cái thằng ăn xong là tôi không có bóp cái vỏ, anh em hiểu không? Vợ tôi bảo là ăn anh phải bóp cái vỏ, còn không là sau này anh xuống Diêm Dương là cái gì anh múc nước bằng cái này nè, nghe sợ quá. Mới hay là dắt tôi hay sao ấy nhờ. Ờ, dắt tôi hay sao ấy, bảo là anh ăn à, anh phải bóp cái vỏ. À, cái này tự nhiên tôi xem được cái tấm hình cũ của tôi ngày xưa. Nói chung là nó cũng ra dáng của một anh lớn anh em à. Uầy. Mà chính ra mà tôi bây giờ mà tôi xăm bít tai trong cũng ngầu phết đó chứ nhờ. Không? Xăm bít tai trong cũng ngầu phết đó chứ. Hay là nhờ, hay là làm tí nhờ. Xăm bít tai trong cũng ngầu phết. À cái này là qua nhà của anh, tôi qua nhà hàng Di nhỏ chơi thăm nó. Đây, bạn tôi đãi tôi mới thịnh soạn phải à. Đây. Thấy chưa? Đó, thịnh soạn vãi cả liền anh em à. Đó, ngon vãi cả liền thầy. Qua nhà Di nhỏ chơi tí xong rồi tôi đi về tôi đi ăn với mẹ vợ tôi. Đây, cái hình này tôi gửi trên Instagram cho anh em xem rồi đúng không? Đó, cái hình này tôi gửi cho anh em trên Instagram xem rồi. Tôi với em gái của Trân là làm tí bia. Xong là mẹ vợ tôi thì uống cocktail. Đây mẹ vợ tôi đây. Mẹ bật mí cho anh em, mẹ vợ tôi ngày xưa là cái gì hoa hậu gì đó, nhưng mà xưa lâu lắm rồi tôi nghe mấy cái người mà trong xóm của mẹ tôi kể là cái gì mà hoa hậu gì đó thiệt. Ừ, bây giờ mới biết luôn. Ngày xưa á, kiểu quầy tôi lên phòng của mẹ tôi thấy những cái tấm hình của mẹ tôi ngày xưa mà đúng hot girl luôn. Ừ, đúng hot girl luôn. Bảo sao mà sinh ra vợ tôi cũng đẹp cũng ác. Không, thật tin chuẩn ấy. Xong rồi tôi lại qua quán BB Cloud tôi chơi. Đó, quán tôi là có mấy cái món mà signature là nước dâu, còn vợ tôi là ăn dâu ua. Không, vợ tôi là ăn dâu ua. Ờ, vợ tôi là ăn dâu ua. Mẹ cái hình này thằng này lú chim. Nó tắm. Đấy, nó nghịch lắm, bây giờ nó nghịch lắm anh em ơi.
nó nghịch vãi liền luôn. Tôi là bây giờ một mình là tôi không giữ nó được đấy. Không ban. Kênh của tôi kênh đặc biệt anh em hiểu không? Sao ban anh Khoa được? Sao ban anh Khoa được anh em? Sao mà ban được? Trời ơi, má kênh của ship lớn sao mà ban được đấy? Vẫn chơi hoài. nó chứ không xem được anh em ơi, xem kiểu qua qua vậy thì được. Đây, làm cái gì á? Ăn. Đây xong là vợ tôi đưa nó đi chơi, hình như là lên phố đi bộ chơi thì phải. Trời ơi. Chết tôi rồi. Bảo sao mà không mê được. Quá nó đấy, nó bén thiệt chứ. Vợ tôi mà khi mà mét cấp lên nè. Chết người thì tôi bay ơi. Cảm ơn Thượng Đế đã ban cho tôi một người vợ cũng má mà gọi là xinh đẹp vãi. Ừ đẹp. Xinh vãi liền thề. Đây, ôi. Sao mà đỡ được. Giờ tôi đẹp nha. Bén á chứ. Tới thiệt á chứ. Ồ, cái này là tôi ăn trộm hình của vợ tôi nha. Vợ tôi chụp hình nhưng mà không bao giờ đăng lên mấy ông à. Ừ, vợ tôi chụp hình nhưng mà kiểu không bao giờ kiểu muốn đăng lên mạng xã hội hết. Chụp hình để vậy thôi. À đây là thiền của tôi, hôm bữa tôi cho anh em xem rồi. Vợ tôi bảo là tôi mặc cái đồ này đẹp quá, xong rồi chụp hình cho tôi nè. Chụp hình vãi cà lìn thật. Tôi lúc nào tôi chụp hình cho vợ tôi cũng rất là đẹp nha, nhưng mà vợ tôi chụp hình lại cho tôi muốn ói vậy đó. Đó, y gan là chị Trang Miu chụp hình cho anh Độ Misi vậy đó. Thề. Ai tấm này thì ok nè, đúng không? Tấm này đẹp nè. Mong biết tôi uống ở đâu không? Cà phê Runam trong Takashimaya. Ngon phết. Đấy, giờ tôi chụp cho tôi mấy tấm hình xong rồi lại ra phố đi bộ chơi. Đó. Đây, lúc này là ăn nướng này. Dễ thương nhờ. Dễ thương vãi cả liền thề. Úi giời, cái này là mặt của vợ tôi là chưa make up đó nha. Mặt vợ tôi nhưng mà không hiểu mắt, cái con mắt của vợ tôi lúc nào nhìn cũng buồn buồn nhờ. Ừ, cái này chắc là phải đi thẩm mỹ lại, kéo mí lên nhìn con mắt kiểu nó vui vui xíu, lúc nào mắt của vợ tôi cũng kiểu buồn hiu à. Ừ, kiểu mắt buồn ấy. Đó, lúc nào kiểu mắt cũng buồn hiu à. À, đây là em boy. Nói vậy thôi sửa làm gì, đây là em bé boy ăn bánh. Đây là mẹ vợ tôi với em bé boy. Nói chung là lần này vào Sài Gòn chơi vui, happy, gia đình hạnh phúc. Very good. Đó, cho anh em xem qua sơ sơ. Đây. Thấy không? Ba mẹ con. Năm sau là có thêm đứa nữa. Mà năm sau chắc là cực quả đái luôn ấy. Bây giờ tôi với vợ tôi là đang tìm một cái người làm, không phải người làm mà cái người trông trẻ, nhưng mà tìm ở Hà Nội này khó quá mấy ông à. Tìm ở Hà Nội khó quá là liền luôn. Người ta yêu cầu nhiều thứ quá. Cái nhất là yêu cầu lương phải cao. Cái thứ hai là yêu cầu là phải có ở, nếu mà ở lại là phải có một cái phòng riêng các thứ đồ. Mà tôi là một cái thằng là tôi đéo thích có người lạ trong nhà. Nhiều khi có người lạ trong nhà thì nó không thoải mái, anh em hiểu không? Có người lạ trong nhà không thoải mái. Mà người ta bảo là ví dụ mà người ta mà qua trong trẻ các thứ đồ, người ta cũng phải muốn có một cái phòng riêng người ta ở lại các thứ. Mà tôi đéo thích. Ừ, tôi không thích có người ở trong nhà anh em à. Ở trong nhà kiểu khó chịu lắm. Đấy. Cảm ơn Vinasò. Người lạ phải mặc xịp ở nhà. Nhờ chị Trang á, chị Trang nhờ rồi nhưng mà không có. Để em cô lấy tiền luôn. Đâu, chị làm nhà anh Độ cũng đâu ở lại đâu. Chị làm nhà anh Độ là làm kiểu từ sáng đến chiều, xong rồi 8-9 giờ tối là chị làm về rồi. Chị làm là gì đây? Báo quá là liền thề. Đó, chơi không được nhiều hết trơn á mà mua cái đờn mắt còn hơn cái gì nữa. Chịu gửi. Ê, lú chim nè mày.
máy bay nè. Em gì đây nhá, đây nhá Misa, em mà có đang xem thì em xem lại đúng cái đoạn này, anh không có điêu, nghe nè. Tội nghiệp Misa, nghe chưa, nghe chưa, tao không có trẻ, tao không có hại mày, mày nghe chưa? Tội nghiệp Misa, Misa méo quá, nhìn tội nghiệp chưa? Giống giống bắt bắt chó đi làm vào lò. Ô mẹ vợ tôi đặt cho nó là Misa. Thầy ơi, gặp nó đi bộ chơi. Đấy, giờ phải đi bộ chơi vui lắm. Dài cú te không? Mẹ, thề đôi dài chút xíu như thế này mà kiểu mong biết cái loại hiệu thương hiệu này rồi. Má nó đắt còn hơn cái gì nữa. Mà vợ tôi là một hai phải mua. Chiều còn hơn là cái gì nữa, thề. Chiều ảnh thì thôi đi, không, thằng này nó hư, xong rồi vợ tôi quýnh nó xong nó khóc, thì bình thường để cho nó khóc đi, khi nào nó biết cái lỗi nó thôi. Vừa quýnh nó xong, ôm nó vô, trời ơi mẹ xin lỗi, mẹ thương con quá trời, đất ơi, quỷ thần ơi, bà mẹ nó không hiểu luôn á, thề. Quýnh thì cho nó biết cái lỗi của nó, đúng không anh em, cho nó biết cái lỗi của nó đi, tự nó nín, quýnh nó xong rồi ôm nó vô, trời ơi mẹ thương con quá, mẹ xin lỗi con, bà mẹ. Này là gì vậy? À, chim chim mơ tương lai, chim mơ tương lai. À, chim mơ tương lai, chim mơ tương lai. Không dám đâu. Má ngày xưa mẹ tiên tôi là quýnh, quýnh tôi lên bờ xuống ruộng. Quýnh tôi á mà kiểu mà chuốt cái gôi mà gọi giống như cái cây tầm vong mà nó mỏng dính như thế này nè. Quánh tao mà tao đau quá mà tao giả bộ tao xỉu á. Ờ tao giả bộ tao xỉu để cho mẹ tao đừng quýnh tao nữa, mà mẹ tao bắt bài tao luôn. Mẹ tao bảo là mày đừng có xỉu, tao quýnh vô mày, mày không có chết đâu ha, mày đừng có xỉu, mày nghe chưa, thằng chó đẻ mày lì quá đó. Mẹ tao bắt bài tao kiểu vậy luôn á, mày đừng có xỉu, tao quánh vô mày sao mày mày chết được mà mày xỉu với tao. Mẹ tao bắt bài tao lắm, không bao giờ qua mặt mẹ tao được. Sưng đen, sưng đen. Lên thì không có sợ, mà chạy xuống thì cũng sợ. Sưng boy, sưng boy. Ai ghét nhỉ? Đó. Nghịch lắm. Bé không? Nghịch, nghịch lắm. Ừ, dễ thương phết. Này là gì? À, cái đây là hình 20 tháng 10 nha. Cái này là hình 20 tháng 10 nha anh em. Ảnh cầm bông hồng, ảnh tặng cho mẹ tiên với lại là mẹ hạnh. Trời ơi, đỉnh luôn á chứ. Nó khéo và hơn ba nó nữa. Lúc này là tôi đang ở bên Sydney. Đó, 20 tháng 10 là ảnh mua bông hồng tặng cho mẹ tiên với lại mẹ hạnh. Được á chứ. Được á chứ nhờ. Mỗi người cái bông hồng, mọi người cái bông hồng, hình như là mẹ nó dạy nó hay sao ấy. Đấy, còn gì nữa không ta? Đấy, tặng bông hồng. À, cái này nó dễ đúng không? À, cái này nó chơi với chó này, dễ thương ác nha. Nó ghe ga phố đi bộ chơi thôi anh em ơi, hình như cũng gần hết rồi đấy. Cái này là gì đây? Chơi với Misa, chơi với chó nhiều. Thằng này nó thích chơi với chó lắm. Tôi đang định, tôi bảo với vợ tôi là mua con chó giống bé xoài đi, nó dễ thương. Đó, cái thứ nhất là ở nhà có chó nó vui, xong rồi có chó cho thằng boy nó chơi nó đỡ buồn. Mà vợ tôi đéo mua là đéo mua. Không, tôi nói rồi, bây giờ mua con chó về đi, anh chăm tiếp cho. Nó ỉa đái hay là cái gì anh chăm tiếp cho, mà vợ tôi không mua. Vợ tôi không mua nên mà tôi nuôi chứ ai nuôi. Trời ơi, má khoa lớn của anh em phải có trách nhiệm với gia đình chứ.
đúng không? Tôi nuôi cực đó mà cực, bây giờ bắt quá nghỉ tập gym, không tập gym nữa, đúng không? Không tập gym nữa, bây giờ mình nuôi chó, nuôi chó cho thằng Bo nó chơi, thằng Bo nó khoái chó lắm. Có anh đủ rồi. Ê ổng cái bà, nhà có một con R mà anh. Ê ê ê ẩu dễ thương không? Á à, thằng này nó nhiều biểu cảm thấy ghét thì chứ giờ. Ừ thằng này ỉa ai dọn á, ỉa Khoa dọn chứ ai dọn nữa. Trời ơi, má nãy thằng hồi nãy thằng Boy nó ỉa nguyên cục cức mới chà bá lửa. Vợ tôi dọn. Xong rồi tôi là người có trách nhiệm mà tôi đem xuống tầng. Tôi là người tôi có trách nhiệm tôi đem xuống tầng anh em ạ. Ừ kinh quá trời. Cái này hình như là nó đi đâu quá nhỉ? À nó đi ăn trưa, nó đi ăn trưa, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, nó đi ăn trưa. Đây lúc này hai cha con tôi lên máy bay nè. Thằng này bây giờ nó biết bắt trước rồi nha anh em. Nó biết bắt trước rồi nha. Tôi bình thường là tôi thay đồ, tôi đứng trước mặt nó, tôi cởi quần cái thứ đồ, bây giờ tôi thấy nó lớn rồi nó biết. Tôi không dám đứng trước mặt nó tôi thay đồ nữa. Đó, lâu lâu nó đứng trước mặt mẹ nó cũng cởi quần ra cái thứ đồ. Xong rồi tôi vuốt quát. Không? Bình thường là đến một cái buổi stream á. Đó, bình thường đến buổi stream mà tôi sẽ đứng trong toilet tôi vuốt tóc cái thứ đồ nó cũng vuốt tóc theo. Thì mày cha con mà có cái gì đâu đúng không? Ừ, giờ nó học theo nó hàng này nè. Hàng ngày là nó biết nó học theo rồi mấy ông à. Nó là không được. Ừ, bắt đầu là phải né né ảnh rồi đấy. Hình này có rồi. À, xong là Halloween đúng không? Rồi đấy. Đi chơi. Không bây giờ người ta trong đó là người ta trang trí Noel. Noel chưa nhỉ? Hình như là trang trí Noel dần dần gồm trong Takashi Maya. Đây, có con mèo luôn, được chưa? Có con mèo luôn được chưa? Yes sir. Nhà vừa nuôi chó mà vừa nuôi mèo luôn, đỉnh thật sự. Nhưng mà cái này là con mèo giả, con mèo giả chứ không phải là con mèo thiệt nha anh em. Con mèo này là con mèo kiểu gấu bông thôi. Con mèo gấu bông thôi mới ní. Đấy, sáng này khổ quá. Cái chỗ này nè anh em, cái chỗ này tôi đâu có dắt xe ra được đâu. Tôi phải lấy, tôi mượn cái đồ này nè, tôi mượn cái đồ kê này của người ta, tôi để qua nhà tôi để tôi sáng nay tôi đi ăn. Đó, sáng nay tôi đi ăn anh em à. Đấy. Khoái, anh khoái lắm, anh nghe. Tôi nổ máy nha, tôi nẹt mấy cái mà khoái, nhảy dựng lên. Tôi nói rồi, cái con xe này không bao giờ tôi bán. Tôi để đến khi nào mà thằng Boy nó đúng 18 tuổi nó biết chạy xe rồi tôi để lại cho nó. Lúc đó mới chắc con da dách này nó giá trị vãi luôn á mấy ông nhờ. Ừ. Có nhiều anh em ở đây là chê cái gan của Khoa là kiểu là nó bị vàng quá. Thì nói chung là mình cũng dùng cái tiếp đánh kem đánh gan này thử nó như thế nào. Đúng không? Anh em mình chê gan Khoa là nó kiểu là nó bị vàng. Giống như cứt. Ừ. Mà nhưng mà cái này đánh sướng thật đúng không? Mà cái này nó đánh nó thơm vãi liền nha. Ừ. Cái này nó đánh, cái này là tôi xem chú Thái Công. Đó, chú bảo là chú chỉ dùng cái kem đánh răng này thôi, xong rồi tôi cũng về tôi dùng thử. Ok phết. Ok phết anh em ạ. Hợp đồng đó mà hợp đồng. Hình như hết rồi đấy. Đó, mấy ngày trong Sài Gòn tôi đi chơi vậy đó, cái này là gì trời? Yeah, let's go. Let's go baby. Ok chưa? Mày chụp ảnh ở đây mày quay. Không nghĩ là. Yeah, let's go. Let's go baby. Ok chưa? Mày chụp ảnh ở đây mày quay. Vãi cả liền thật. Hết rồi đó anh em ơi. Đó mấy ngày trong đi chơi xong Sài Gòn chỉ như vậy thôi. Bình thường tôi đi chơi với gia đình thì tôi không có quay chụp nhiều anh em, mà tôi muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Hết rồi.